Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay vì Hoa ẩn bận nên Thành đọc truyện Ma Thần thay thế cho lịch truyện phát sóng của Mao Sơn. Còn Mao Sơn sẽ được phát sóng vào ngày mai nha. Ở phần trước thì Diên Bảo Tô đã đụng độ Thiên Như Vân. Cuộc chiến sẽ nổ ra chứ? Chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay nha. Chương thứ 385. Giá trị của thực lực. Hồi thứ hai. Bành Phủ, một trong tam đại gia tộc của chính phái, đồng thời là ngũ đại gia tộc trên giang hồ. Dù là người của chính phái, ông lại mang trong mình rất nhiều tham vọng, khác hoàn toàn so với người cha nhu nhược của mình. Dù võ công không thể sánh được với sư huynh, nhưng ông ta vẫn luôn nuôi chí trở thành tam thủ lĩnh của Lưu Lâm tộc, trụ cột của chính phái. Và để đạt được vị trí này, ông ta đã tốn rất nhiều công sức. Đao thần Lục Võ Tông quá nguy hiểm. Bọn họ không có đủ thông tin về giáo phái mới này, và bản thân Bành Phủ cũng không thể đối đầu với chúng. Đúng lúc đó, một cơ hội bất ngờ xuất hiện. Quốc giáo bị thay đổi có hai lý do cho việc này. Thứ nhất, Tần Ma giáo chủ Thiên Niêu Vân đã tiến cung, và Trung Tôn trưởng lão cũng vào cung với tư cách là sứ giả tới gia hạn hiệp ước bất tương xâm. Trung Tôn trưởng lão, thập nhị thủ lĩnh Lưu Lâm tộc, kể từ khi hắn ta từ chức, những người có vị trí dưới hắn ta sẽ lần lượt được thăng hạng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Vị trí mà ông ta muốn nhắm tới là tam thủ lĩnh. Muốn làm được điều này, ông ta phải cố gắng hơn nữa. Nhưng bản thân ông không ngờ rằng cơ hội sẽ đến. Nếu ông có thể cải chính lỗi lầm của Trung Tôn trưởng lão, ông ta chắc chắn sẽ có được tín nhiệm từ Minh Chủ. Nhưng có một điều ông ta đã bỏ qua. Trước khi từ chức, Trung Tôn trưởng lão đã nhiều lần nói rằng giáo chủ ma giáo là một con quái vật. Ấy vậy nhưng không một ai tin lão ta. Vô lý, sao ma giáo giáo chủ có thể đạt tới mức thiên sư được? Ta khinh. Chỉ ít hắn ta cũng phải biết nghi lý do hợp lý hơn cho bệnh tình của mình chứ. Bành Vũ không hề để tâm đến lời Trung Tôn trưởng lão. Quả thật không ai có thể tin được một trung cấp đại võ sư như Thiên Như Vân chỉ sau vài tháng đã vượt qua bao cao thủ võ lâm và đạt được thiên sư. Nhưng dù sao thì phòng còn hơn chữa. Bành Vũ nhủ thầm trong bụng. Cả Trung Tôn trưởng lão và đám hoạn quan, thậm chí cả hoàng đế đều có vẻ run sợ trước ma giáo giáo chủ. Có thể hắn thật sự tài giỏi xuất chúng, nhưng dù thế nào chăng nữa, một người trẻ tuổi như hắn cũng chỉ đạt đến thượng cấp đại võ sư La Cung. Nếu đúng là như vậy, một trung cấp đại võ sư như Bành Vu khó mà hạ gục được Thiên Điêu Vân. Quay trở lại hiện tại, Bành Vu vận công phá vỡ điện môn và nhanh chóng tìm kiếm đối thủ của mình. Một nam nhân cao lớn vạm vỡ, vận lam phục uy nghi, đứng ở bậc thềm nghiêm mặt nhìn ông ta. Ngay khi vừa thấy hắn, Bành Vũ cảm nhận rõ người này chỉ mới đạt tới mức đại võ sư trung cấp. Hắn nhất định là người ta đang tìm kiếm. Kẻ đứng trên bậc thềm có bộ râu như bao phủ cả khuôn mặt, thoạt trông có vẻ tầm tuổi ông. Không chỉ vậy, Bành Vũ còn cảm nhận được bên trong hắn có một luồng ngoại lực kỳ lạ phát ra. Đối thủ của ta phải là một người vạm vỡ như này mới phải chứ? Bành Vũ đắc thắng. Đâu đó trong suy nghĩ ông phảng phất sự tự hào và hiếu chiến. Nhìn qua, ông ta có thể dám chắc rằng mình sẽ dễ dàng hạ gục kẻ mặc áo choàng này chỉ trong một chiêu. Nhưng trước đó, ông ta ít nhiều cũng phải huyết tẩy ma giáo để gia tăng nhuệ khí cho chính mình. Dù thế nào chăng nữa, là con người hay giáo đồ đều có cảm xúc. Một người chết cũng có thể khiến cả đoàn quân run sợ. Tên đó. Đúng lúc này, Bành Vũ phát hiện ra còn một thiếu niên trẻ tuổi khác đứng phía sau điện sảnh. Không giống như giáo đồ khác của ma giáo,
hắn vận một bộ hắc phục quyền quý, nhưng nội lực lại có vẻ tầm thường. Hẳn kẻ đó chỉ là một giáo đồ tầm trung của ma giáo. Bành Vũ vẫn tiếp tục tìm kiếm đối thủ của mình, mặc dù trông hắn ta không bằng những người khác. Người này vẫn có vẻ là một nhân vật quan trọng, vì vậy ông ta lao thẳng đến chỗ hắn. Sao ngươi dám làm hại huynh đệ của ta, lũ tà giáo? Bành Vũ vận hết công lực nhắm thẳng về phía thiếu niên kia. Ngay sau khi ông ta chém đầu gã nam nhân này, Diên Bảo Tô cùng các võ sư khác của gia tộc sẽ lập tức tiến công vào điện thờ. Đúng lúc đó, kế hoạch của Bành Vũ bị thay đổi. Đầu của nam nhân kia đáng nhẽ phải bị cắt đứt hoàn toàn, giờ đây lại di chuyển dần ra xa như một nhân ảnh. Bành Vũ trợn tròn mắt. Làm thế nào? Ông ta cũng có thể di chuyển với tốc độ cao, nhưng chưa bao giờ thấy một ai có thể đi nhanh đến độ dư ảnh lưu lại phía sau như thế này. Người đâu rồi? Phập một tiếng, Bành Vũ sáo xác tìm kiếm hắn, rồi đột ngột một bàn tay túm lấy cổ tay ông. Nam nhân vừa mới lúc nãy đứng trước mặt ông ta giờ đã sát cánh phải ông. Chết tiệt! Bành Vũ vừa chuẩn bị vận công chống cự thì một nguồn ngoại lực rùng rợn tấn công ông. Tránh! Ta nhất định phải tránh hắn! Bị lâm vào thế bị động, Bành Vũ tìm cách thi triển đao thuật hòng nới rộng khoảng cách. Tuy nhiên, dù có vùng vẫy thế nào, giờ ông cũng chẳng thể cử động được nữa. Loại sức mạnh gì đây? Bành Vũ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bàn tay của nam nhân trẻ tuổi kia đã nhắm trúng vào vai phải của Bành Vũ. Ông ta quay lại, toàn thân run rẩy khi nhìn thấy thứ ánh sáng màu lam đang phát ra từ nam nhân đó. Khoan đã! Một tiếng hét thất thanh như xé toạc bầu không khí vang lên khi một nguồn công lực sắc lạnh cắt xuyên qua cơ thể ông. Lần đầu tiên trong đời, Bành Vũ cảm thấy đau đớn như vậy. Cảm giác đau đớn đến kiệt quệ, tưởng chừng như đến lệ cũng không thể chào. Ấy thế mà kẻ đang siết chặt bàn tay đứt lìa kia của ông vẫn chưa dừng lại. Hắn nói với giọng lạnh lùng: "Quỳ xuống!" Bành Vũ hoàn toàn không giữ được thăng bằng sau khi mất đi một cánh tay, lại thêm có ngoại lực nào đó như đẩy ông xuống, khiến Bành Vũ giờ nằm giam dưới nền đất. Ông ta hoàn toàn không thể trụ vững được nữa, toàn thân ông như bất động. Không thể nào, hắn ta đích thị là một con quái vật. Sao hắn ta dám làm như vậy trong cung điện hoàng gia chứ? Không, không thể nào. Bành Vũ nhắm nghiền mắt, đai nghiến trong nỗi tủi nhục ngày một dâng cao. Thế rồi đột nhiên, những lời nói của Trung Tôn trưởng lão ùa về trong tâm trí ông ta. Hắn ta là một con quái vật. Không, hắn chính là ma thần. Bành Vũ ngẩng đầu, đôi mắt run run nhìn nam nhân phía trước. Ánh mắt đanh thép nghiêm chặt trên gương mặt trắng trẻo. Uy lực của hắn ta không gì sánh nổi. Nhưng dù có nhìn thế nào, Bành Vũ cũng không thể hiểu được con người này rốt cuộc thế nào đây. Một đại võ sư trung cấp như ông ta đã bị khuất phục bởi một kẻ có nội lực bình thường. Vậy hắn chính là thiên sư. Thật sự là như vậy sao? Bành Vũ lẩm bẩm. Ông bỗng cảm thấy hành động của mình ngu ngốc đến nhường nào. Trong tất cả những kẻ đang có mặt ở điện thờ, cớ gì ông ta lại chọn chúng giáo chủ ma giáo chứ? Ta đã làm gì thế này? Bành Vũ không nói nên lời. Đúng lúc đó, Diên Bảo Tô, trưởng tử võ lâm minh chủ cùng các võ sư khác của Bành phủ tiến vào điện thờ. Thiên Điệp Vân hất mái tóc dài ra phía sau và nói: "Thật đáng tiếc, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Xem ra hôm nay lại có thêm nhiều người bị chặt tay rồi." Ánh mắt Diên Bảo Tô khẽ run lên khi nhìn thấy Thiên Điệp Vân. Hắn không thể tin được rằng Bành Vũ, một thành viên của chính phái, lại dễ dàng bị quy phục thế này. Nhìn sang phải, hắn lại thấy hàng loạt võ tăng của hàng sơn tộc đang quỳ gối. Và ngay phía trước bọn họ chính là thiên sư Sa Đề. Sa Đề thiên sư! Diên Bảo Tô trợn tròn mắt kinh ngạc. Toàn bộ võ sư, võ tăng và thậm chí cả thiên sư Sa Đề
đều đang quỳ gối trước mặt Thiên Điêu Vân. Bà ta đã bị điểm huyệt và giờ không thể di chuyển cơ thể đầy thương tích của mình. Nhưng bà ta vẫn cố nói với hắn: đừng, đừng động vào kẻ đó. Bà không muốn họ có kết cục giống mình. Bà muốn cảnh báo họ phải chạy đi. Nhưng giờ đến mở miệng, bà ta cũng không thể làm nổi. Đúng lúc đó, các giáo đồ của ma giáo rầm rập tiến tới chặn lối vào. Và ở giữa là một kẻ đeo chiếc mặt nạ khác thường. Ma Vương. Một cái tên khét tiếng. Hắn ta chính là Đại Hộ Pháp, một trong ba người đứng đầu ma giáo. Một khi hắn đã bước ra, thì bất kỳ kẻ nào có mặt ở đây đều không được rời đi nửa bước. Diên thủ lĩnh. Thiên sư Sa Đề lo lắng nhìn Diên Bảo Tô, trường tử của Minh Chủ Võ Lâm. Hy vọng duy nhất của bà ta là hắn ta. Nhưng mọi thứ có vẻ đã chuyển biến xấu. Hắn muốn chiến đấu với giáo chủ ma giáo sao? Sa Đề nghĩ, hoàn toàn khác với người của Bành Phủ. Diên Bảo Tô chằm chằm nhìn Thiên Điêu Vân với vẻ đầy sát khí. Rõ ràng là hắn đang định làm gì đó. Chính là hắn ta, không nghi ngờ gì nữa. Chỉ trong nháy mắt, Diên Bảo Tô đã xác định được đối thủ của mình là một thượng cấp đại võ sư. Chỉ có duy nhất một người hắn ta không thể cảm nhận được nội lực, chính là giáo chủ ma giáo. Dù có ở độ tuổi nào, nam nhân trẻ tuổi kia vẫn có toát ra khí chất lẫy lừng của kẻ chiến thắng, của người có quyền lực. Diên Bảo Tô không tài nào lý giải được điều này. Nhưng hắn biết giáo chủ ma giáo luôn là người như vậy. Bảo Tô bất giác dùng mình. Sẽ thật đáng tiếc nếu như Thiên Điêu Vân không giống như những gì hắn ta mong đợi. Nhưng cảm giác này quả thực rất tuyệt vời. Sức mạnh của hắn lớn tới mức ngay cả ta cũng không thể cảm nhận được. Đích thị là tri kỷ của ta. Cuối cùng, số phận cũng đã đưa hắn tới gặp tri kỷ của mình. Có một trận đấu thế này bên ngoài Lưu Lâm tộc, Bảo Tô vô cùng xúc động. Thật là diễm phúc khi có một đối thủ mạnh mẽ khiến ta cảm thấy run sợ đến mức muốn liều cả mạng sống. Diên Bảo Tô siết chặt thanh kiếm trong tay, nội lực dần dần lan tỏa ra ngoài. Hắn thật sự muốn một kiếm hạ thủ Thiên Điêu Vân, nhưng hắn không ngu ngốc tới vậy. Diên Bảo Tô đan hai tay vào nhau và nói to: quả là một vinh dự khi được gặp giáo chủ ma giáo. Ta, Diên Bảo Tô, trưởng tử của Võ Lâm Minh Chủ, đồng thời cũng là thủ lĩnh của Bắc Chính Đao. Bắc Chính Đao. Xưa này, chính phái vốn được chia thành bốn phe chủ chốt. Một trong số đó là Bắc Chính Đao. Tông phái của những võ sư giỏi nhất trong chính phái. Họ là một đội tinh anh gồm những võ sư xuất sắc. Thậm chí có thể giết hàng loạt giáo đồ khi chiến tranh nổ ra trong quá khứ. Diên Bảo Tô. Cao Vương Hứa bất ngờ khi nghe tới cái tên đó. Hắn vô cùng kinh ngạc khi biết hắn ta là nhi tử Võ Lâm Minh Chủ. Không chỉ vậy, hắn ta còn là một trong năm mảnh ghép của ngũ đại võ sư thế hệ tiếp theo, không chỉ trong giang hồ mà cả toàn bộ Võ Lâm. Hàn Lưu Lâm tộc sẽ phải rất run sợ khi phái tên này tới đây. Quốc giáo thư chưa từng thay đổi trong suốt 200 năm qua đã bị tước đi mà không một lời cảnh báo. Thiên Điêu Vân biết rằng chính phái sẽ phản ứng với vấn đề này, nên ngay khi hoàn thành xong việc thập vạn đại sơn, hắn sẽ lập tức quay trở lại. Xem ra đây là một quyết định đứng đắn. Đệ tử của Võ Lâm Minh Chủ à? Khi còn là một sinh đồ, Thiên Điêu Vân vẫn luôn bị các trưởng lão so sánh với tên này. Nghe nói Bảo Tô là một thiên tài trong giang hồ, nhưng điều đó không quan trọng. Điêu Vân thầm nhủ. Thiên Điêu Vân ném cánh tay bị đứt của Bành Vu xuống nền đất và tiến về phía trước. Cứ mỗi bước hắn đi là một bước người của Bành Phủ lùi xuống trong vô thức. Uy lực gì thế này? Không phải bởi bọn họ biết hắn là giáo chủ ma giáo, mà ngay từ khoảnh khắc bước vào điện thờ, ai cũng cảm thấy có điều không ổn ở đây. Thiên Điêu Vân điềm tĩnh nói với Diên Bảo Tô: thật tốt quá, vậy ngươi hẳn là người đại diện cho chính phái đi. Phải, điều đó
Hiện tại người có thể gọi ta như vậy. Diên Bảo Tô liếc nhìn những vị thủ lĩnh của chính phái, tên cả hai người đang quỳ dưới đất kia. Chính phái hắn giờ chẳng là gì so với ma giáo. Không chỉ thế, cả hai người họ đều bị thương nặng và nằm trong tay kẻ địch. Bọn ta đã có chuẩn bị trước cho cuộc tấn công. Trước giọng nói lạnh lùng của Thiên Điêu Vân, Bành Vũ dần định thần lại. Bọn họ là muốn đánh bại giáo chủ ma giáo, tìm cách thuyết phục hoàng đế thừa nhận Lưu Lâm Thuật. Mọi thứ đã được lên kế hoạch rõ ràng, và ai cũng cho rằng Thiên Điêu Vân yếu hơn Diên Bảo Tô. Diên thủ lĩnh không thể đối đầu với hắn ta đâu. Ngay cả khi Diên Bảo Tô được xem là một trong ngũ đại võ sư của thế hệ võ sư kế nhiệm, được gọi là quái nhân, nhưng hai người họ về cơ bản không cùng một đẳng cấp. Riêng với giáo chủ ma giáo, kể cả ngũ đại võ sư hợp sức lại cũng chưa chắc địch lại được hắn. Diên thủ lĩnh, xin đừng, chúng ta tốt nhất nên từ bỏ thôi. Chính Bành Vô là người đã truyền âm tới Diên Bảo Tô. Ông ta tìm cách ngăn Diên Bảo Tô khỏi cuộc chiến với giáo chủ ma giáo. Điền về phía ông, Diên Bảo Tô gật đầu. Diên thiếu gia, thật ngu ngốc khi đánh nhau. Trước khi Bành Vũ kịp hết lời, Diên Bảo Tô đã tiến về phía Thiên Điêu Vân. Hắn ta cúi đầu và nói: Giáo chủ, trước tiên ta muốn xin lỗi vì đã tấn công vào điện thờ của các ngươi. Bành Vũ sững sờ trước lời nói của Diên Bảo Tô. Trái ngược với những gì ông ta lo lắng, Diên Bảo Tô bất ngờ cúi đầu xin lỗi. Ngay cả Thiên Điêu Vân cũng phải sửng sốt trước hành động đột ngột này. Thoái lui sao? Như Vân nghĩ, hành động này của Diên Bảo Tô hoàn toàn khác với ánh nhìn kiên định của hắn ta ngay khi bước vào điện thờ. Diên Bảo Tô cất giọng nhẹ nhàng: Theo ta, điện thờ của đế quốc đã được gây dựng từ những thuở khai thiên lập địa, giờ lại đột ngột bị thay đổi. Bọn ta chỉ đến đây để gặp mặt hoàng đế và yêu cầu người xem xét lại. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài lựa chọn như thế này. Diên Bảo Tô có vẻ thật lòng. Hắn là một người có sức ảnh hưởng lớn đến chính trị. Hắn chẳng có lý do gì để đâm sau lưng giáo chủ ma giáo. Mọi thứ hắn nói ma giáo đều đã biết. Trong khi Thiên Niệm Vân không ngừng phát ra sát khí, Diên Bảo Tô lại nhẹ nhàng đi thẳng vào vấn đề chính của mình. Vì vậy, ta nghĩ rằng sự việc này xảy ra cũng là do giáo phái của các người góp phần vào. Góp phần? Thiên Điêu Vân khẽ nhướng mày. Diên Bảo Tô phân là biểu cảm của hắn và tiếp tục: Không phải chính phái và ma giáo các ngươi đã lập thành đồng minh để hạ gục kẻ thù chung hay sao? Ta không nghĩ rằng giáo chủ ma giáo lại muốn vì việc này mà phá vỡ liên minh của chúng ta. À, trước những lời của Diên Bảo Tô, Thiền Sư Sa Đề và Bành Vu thở phào nhẹ nhõm. Họ cho rằng hắn ta chỉ cúi đầu để thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng Diên Bảo Tô có vẻ đã tính toán hết cả. Hắn đã minh chứng rằng hắn không chỉ có võ công cái thế. Ta sẽ lùi lại một bước vì lợi ích cho việc liên minh. Nên với chút thành ý đó, ta muốn hai vị thủ lĩnh và người của họ được thả ra. Táo bạo, rất táo bạo. Thiền Sư Sa Đề thầm khen ngợi hắn. Sau tất cả, hoàng đế sẽ chỉ thay lòng đổi dạ khi giáo chủ ma giáo bị khuất phục mà thôi. Tuy nhiên, họ không thể nào làm việc này trong hoàng cung, nơi mà các thế lực của Thiên Niêu Vân vẫn tập trung ở đây. Tốt hơn hết, bọn họ cần tập trung bảo toàn sức mạnh của mình. Hắn nói rằng sẽ từ bỏ quốc giáo. Đây chắc chắn là lời đề nghị của giáo chủ ma giáo, không thể chối từ. Sa Đề Thiền Sư nghĩ với vẻ đắc thắng: Ta khẩn cầu ngươi. Diên Bảo Tô thành ý cúi đầu một lần nữa: Nhi tử của Minh Chủ, người sẽ lãnh đạo gia tộc và chính phái trong tương lai, lại cúi đầu đến mức này chỉ vì một lý do: hắn đã được dạy dỗ làm thế nào để mang về cái lợi lớn nhất cho bản thân. Dù hắn biết rằng với giáo chủ ma giáo, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ ít đó là những gì hắn nghĩ được. Người hiểu lầm rồi. Bọn họ nghĩ rằng Thiên Điêu Vân
không còn cách nào ngoài việc chấp nhận. Nhưng phản ứng của Thiên Như Vân lại hoàn toàn khác. Thiên Như Vân chậm rãi tiến về phía Diên Bảo Tô. Quốc giáo nằm trong tay hoàng đế, việc người có nhượng bộ hay không thì cũng không quan trọng. Do không thể lật ngược tình thế, chẳng phải ngươi đang cố làm bất cứ điều gì có thể sao? Điều đó... Diên Bảo Tô nghẹn lời trước những gì Thiên Như Vân nói. Và thật thất vọng khi biết rằng người không muốn phá vỡ liên minh mà không chống trả và coi lời nói của ta là một trò đùa. Thiên Như Vân tiếp cận Diên Bảo Tô. Khi chỉ còn cách 10 bước, hắn rút ra thanh bạch long đao. Giáo chủ ma giáo, ý ta là liên minh sẽ bị phá vỡ. Đừng nhiều lời vô nghĩa. Ta sẽ lấy cánh tay của ngươi, hoặc ngươi sẽ làm điều ngược lại. Cánh tay! Sát khí đằng đằng tỏa ra tứ phía. Từng tế bào trong da thịt của Diên Bảo Tô đang không ngừng mách bảo hắn phải đối mặt với người mà hắn đã mong muốn gặp. Không có gì mà ta không thể làm được. Hắn đã thất bại trong việc đảm bảo mạng sống cho các vị thủ lĩnh mà không bị bất kỳ tổn hại nào. Có vẻ giáo chủ ma giáo không phải là người dễ dàng để đối phó. Cuối cùng, mọi thứ dường như kết thúc trong đúng tình cảnh mà hắn đã mong muốn ngay từ đầu. Hai vị thủ lĩnh nhìn Diên Bảo Tô với vẻ hối lỗi. Bọn họ hẳn đang cảm thấy rất có lỗi. Giáo chủ mạnh như vậy, tốt hơn hết ta nên tránh việc đổ máu thêm nữa. Nhưng có vẻ hắn và ta đã được định trước là phải đối đầu với nhau. Diên Bảo Tô nghĩ, như vậy số phận của bọn họ đã được buộc chặt chẽ với nhau và với tất cả những gì liên quan tới bọn họ. Diên Bảo Tô thở dài, chậm rãi rút kiếm ra khỏi thắt lưng. Hắn nhắm kiếm vào Thiên Điêu Vân, người đang tiến gần đến hắn và nói, chắc hẳn người cũng đã biết rằng việc này dẫn đến sự bất đồng giữa các gia tộc. Hẳn khi ở ma giáo quan, người cũng được cho là thiên tài, cũng giống như ta thôi. Diên Bảo Tô chưa kịp hết lời, hàn khí băng lạnh đã truyền vào cánh tay phải của hắn. Tốc độ của hàn khí quá nhanh, đến độ Diên Bảo Tô chẳng còn kịp phản ứng. Bàn tay phải vốn đang siết chặt thanh đao đột ngột rơi xuống nền đá. Giọng nói trầm thấp của Thiên Niên Vân vang lên trong nỗi đau đớn tột cùng của Diên Bảo Tô. Ta phải làm gì đây? Nếu người là một thiên tài. Một đòn chí mạng, giờ Diên Bảo Tô đã hoàn toàn ý thức được khoảng cách nội lực giữa hai người họ. Và đương nhiên, hắn biết hắn không địch được Thiên Điêu Vân. Nhưng bản thân hắn cũng không ngờ rằng hắn sẽ mất đi cánh tay phải vì thứ ác nhân kia. Ta thậm chí không thể cảm nhận được nội lực của hắn ta. Đúng là không thể khinh thường. Rõ ràng Thiên Điêu Vân mới chỉ tấn công trực diện, nhưng Bảo Tô vẫn bị dính đòn, chứng tỏ phản ứng của hắn quá chậm trễ. Người khác sẽ nghĩ về hắn như thế nào? Một kẻ biết trước đường tấn công của đối phương nhưng vẫn để mình bị chấn thương. Thiên Như Vân siết lên cánh tay lạnh lẽo dưới nền đất rồi hỏi, nợ đã trả đủ, ngươi còn muốn tiếp tục không? Ngay cả người luôn bình tĩnh và điềm đạm như Diên Bảo Tô cũng phải giận dữ hét lên, sao ngươi dám lăng mạ ta? Nhờ sự trợ giúp của các huyệt đạo trong cơ thể, Diên Bảo Tô đã cầm được máu. Ta nên tránh cận chiến với hắn ta. Diên Bảo Tô thầm rút kinh nghiệm, hắn vẫn tìm cách giữ khoảng cách với đối phương. Bảo Tô bèn mím chặt môi, nhẹ nhàng di chuyển bàn tay trái của mình. Ngoài thanh kiếm bị rơi trên sàn ra, còn có hai thanh kiếm được thắt trên lưng hắn. Diên Bảo Tô vận công nâng hai thanh kiếm lên, và đối với hắn, công việc này không quá khó khăn. Cũng giống như lần hắn thể hiện trước mặt hoàng đế. Ta thật bất cẩn trước đó, nhưng lần này mọi chuyện sẽ khác đấy. Khi Diên Bảo Tô vung tay trái của mình, ba thanh kiếm nhanh chóng chuyển động trong không trung, làm mờ đi tầm nhìn và phóng thẳng về phía Thiên Điêu Vân. Hắn cảm thấy tự hào khi thi triển chiêu thức mà hắn học được từ phụ thân của mình, Lê Mặc. Ngay cả khi cái đó là giáo chủ ma giáo, Diên Bảo Tô nghĩ rằng hắn ta sẽ khó mà tránh được đòn đó. Đúng lúc đó,
Thiên Như Vân đưa tay về phía ba thanh kiếm đang bay tới. Kiếm khí lập tức ngừng ngay trước mặt Thiên Như Vân. Làm thế nào? Diên Bảo Tô bối rối, cố vận kiếm lực mạnh hơn nữa, nhưng ba thanh kiếm lại dừng lại. Chúng thực sự không di chuyển nữa. Ngay cả phụ thân hắn cũng không thể làm cho kiếm khí ngừng lại. Khoan đã, giáo chủ ma giáo, đây là hả? Người đáng lẽ nên từ bỏ từ khi cánh tay kia của người bị chém đứt. Thiên Như Vân khẽ di chuyển bàn tay, ba thanh kiếm lập tức quay ngược đầu, nhắm đến chủ nhân của chúng. Ba thanh kiếm đâm vào hai đùi và phần vai đối diện rồi nổ tung. Máu trào ra từ miệng Diên Bảo Tô. Diên Bảo Tô chết lặng nhìn chính những thanh kiếm của hắn đâm vào cơ thể mình. Thứ uy lực này thật không công bằng. Hắn ta không phải quá mạnh sao? Hắn thật sự trở thành thiên sư rồi sao? Diên Bảo Tô vốn chỉ cho rằng Thiên Như Vân chỉ ở cuối cấp bậc đại võ sư thượng cấp. Hắn không bao giờ nghĩ rằng sẽ được gặp một người đạt đến cấp bậc thiên sư. Hắn thậm chí chưa bao giờ nghe nói một thiên sư thật sự tồn tại. Hắn thật sự là một ma thần. Chỉ sau khi bị đánh bại, Diên Bảo Tô mới thật sự hiểu lý do vì sao nhưng thủ linh khác lại quy phục trước Thiên Như Vân như vậy. Hắn hoàn toàn khác với ta. Diên Bảo Tô không bao giờ là đối thủ của Thiên Như Vân. Như Vân đến gần Diên Bảo Tô, người đang không ngừng thổ huyết, có vẻ như ngày tàn của hắn đã đến gần. Đây là quy luật ngẫu nhiên trong các trận chiến. Người định làm gì? Giết ta sao? Nhưng việc này sẽ khiến chính phái thành kẻ thù của ngươi. Người đang nói cái quái quỷ gì vậy? Sao ta lại giết ngươi chứ? Ý ngươi là gì? Thiên Như Vân nhìn xuống hắn với ánh mắt giễu cợt và nói: Ngươi là một con mồi béo bở mà ta có thể sử dụng ở bất kỳ thời điểm nào. Đây, hắn ta thật sự... Thiên Như Vân vẫn luôn khiến người khác không nói nên lời. Hết chương 385. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 386. Diệt thế. Khi Diên Bảo Tô, võ sư tiếp theo của chính phái và đồng thời là trưởng tử của Võ Lâm Minh Chủ, bị kìm hãm bởi uy áp khủng khiếp của Thiên Như Vân, hàng loạt võ sư của Bành gia lập tức đầu hàng vô điều kiện. Bởi ai cũng hiểu rằng Bành Vũ không muốn có bất kỳ sự hy sinh vô ích nào nữa. Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, chính phái của ta cuối cùng cũng bị diệt vong thôi. Diên Bảo Tô ngán ngẩm kết luận. Hắn đã bị chính tham vọng và mục tiêu quá cao của mình làm mờ mắt. Chúng hoàn toàn xa vời với hiện thực. Và khi phải đối mặt với thực tại, hắn dường như đã đánh mất tất cả. Làm thế nào một con quái vật như vậy lại có thể nằm trong số chúng ta? Không ai có thể nghĩ rằng một đại võ sư thượng cấp sẽ bị đánh bại nhanh đến mức như vậy. Sự khác biệt về sức mạnh giữa Diên Bảo Tô với Thiên Như Vân quả thực một trời một vực. Nếu lúc trước Diên Bảo Tô chỉ cúi đầu chịu đòn, so sánh này quả thực không sai chút nào. Phải chăng con người ta khác đi khi cấp võ ta thay đổi? Bảo Tô tự hỏi bản thân. Thật đáng sợ. Võ công của Thiên Như Vân chỉ cao hơn hắn đúng một cấp. Ấy vậy mà áp chế của Thiên Địa Vân lớn tới độ không ai có thể bị kịp, quả thực là rất lớn. Thông thường, một đại võ sư trung cấp phải tốn từ vài năm đến vài thập kỷ để có thể đạt được tới thượng cấp. Làm thế nào mà hắn ta có thể làm được điều đó chỉ trong vài tháng? Câu hỏi cứ nối tiếp câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu Diên Bảo Tô. Trung tôn trưởng lão lúc trước đã liều mạng ngăn cản bọn họ, nhưng không một vị thủ lĩnh nào, thậm chí cả Võ Lâm Minh Chủ cũng không màng tới lời nói của hắn. Và giờ họ mới nhận ra sự thật phũ phàng tới mức nào. Bảo Tô bất giác nhớ tới lời đánh cược của mình với Trung Tôn trưởng lão trước khi xuất thành tới cung điện.
bọn họ cược với nhau một cánh tay của đối phương. Và nếu Bành Vũ được thả, Diên Bảo Tô chắc chắn mất đi cánh tay còn lại. Giờ đây, mong muốn thương lượng với Hoàng đế và đem lại thành công cho chính phái đã hoàn toàn lụi bại. Cùng lúc đó, toàn sảnh điện thờ đã xếp kín hàng trăm tù nhân. Khoảng 40 người của Bành gia, hơn 50 gồm nữ tu của Tô Lâm Điện và hàng loạt võ tăng trong điện thờ đều lo lắng cúi gằm mặt xuống đất. Khi ấy, Huyền Phụng đang đứng trên bậc cao của chính điện cất lời. Giáo chủ, chúng ta không gây tổn hại đến tính mạng, nhưng dù gì cũng đã gây chấn thương cho hai thủ lĩnh và thậm chí cả trưởng tử của Minh Chủ. Không phải là đang gây bất lợi cho ta hay sao? Lời cảnh báo của Diên Bảo Tô chợt hiện lên trong đầu Huyền Phụng. Theo quan điểm của Lưu Lâm, việc thay đổi quốc giáo đã là vượt quá giới hạn. Này mà giáo còn chém đứt cánh tay các vị thủ lĩnh của họ, không phải là cố tình phản nghịch sao? Cả Vương Hứa bên cạnh hắn tiếp lời. Chớ lo lắng quá, Huyền Phụng, chuyện như vậy cơ bản không thể xảy ra. Không thể sao? Liên minh chúng ta lập ra để chống lại Đao Thần Lục Võ Tông. Nếu liên minh bị phá vỡ, nó sẽ trở thành tứ phương đại chiến, chứ không còn là tam phương như trước nữa. Sao các bên có thể dễ dàng để điều đó xảy ra? Đây chỉ là thủ đoạn để Diên Bảo Tô thoát thân an toàn mà không tốn nhân mạng nào mà thôi. Thiên Nhiệm Vân gật đầu đồng ý với lời của Cao Vương Hứa. Nguyên nhân của liên minh này không phải vì mục đích hòa bình. Là ta đã lo lắng quá rồi. Với một kẻ tính tình như ngươi, không quan tâm tới việc này mới là lạ. Tuy nhiên, Đông có tà phái, Tây có Đao Thần Lục Võ, lại thêm Nam có ma giáo chúng ta, chính phái bọn chúng không dám manh động đâu. Chính phái ai cũng hiểu rằng nếu liên minh tan vỡ, Lưu Lâm tộc sẽ phải cùng lúc đối mặt với ba kẻ thù từ ba phía Tây, Đông và Nam. Bọn họ chắc chắn sẽ chết không còn thây, và họ cũng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Ta tự hỏi bọn chúng sẽ phản ứng thế nào nếu chúng biết điều gì đã xảy ra ở đây. Cho đến nay, tình hình bên ngoài chính phái vẫn chưa hề hay biết. Bọn họ chỉ đơn giản hy vọng rằng các vị thủ lĩnh sẽ thành công thuyết phục Hoàng đế. Giáo chủ, chúng ta sẽ làm gì với bọn chúng đây? Cao Vương Hứa hỏi, đoàn chỉ tay về phía đám tù nhân đang bị trói chặt. Mà giáo không thể giữ bọn họ ở đây mãi được. Cứ đem chúng về, ngoại trừ Diên Bảo Tô và hai thủ lĩnh. Nếu không phải vì hiệp ước bất tương xâm, thì Niệm Vân sẽ chẳng phải nhân nhượng mà giữ mạng bọn họ. Tuy nhiên, trở thành kẻ thù của Lưu Lâm tộc lúc này không phải là một sáng kiến hay. Vậy ta sẽ đưa bọn chúng trở về lại chính phái và truyền lại lời của giáo chủ. Cao Vương Hứa hào hứng nhận việc. Việc đưa những tù nhân này trở về Lưu Lâm tộc chắc chắn sẽ khiến người của Lưu Lâm vô cùng phẫn nộ. Nhưng Cao Vương Hứa vẫn bất chấp làm nhiệm vụ. Không, không cần thiết. Thiên Địa Vân lắc đầu, nhìn đám tù nhân đang bị trói chặt. Như Vân tiếp tục. Đặt một lá thư trong tay chúng rồi gửi đi. Như vậy là quá đủ rồi. Có Diên Bảo Tô và hai vị thủ lĩnh trong tay ma giáo thì sẽ không có kẻ nào dám manh động. Tuy nhiên, Thiên Địa Vân không muốn đánh liều. Nếu như Lưu Lâm tộc có phản ứng dữ dội, họ sẽ bắt Cao Vương Hứa và yêu cầu trao đổi. Vâng, thưa giáo chủ. Cao Vương Hứa tặc lưỡi ngán ngẩm khi không được giao nhiệm vụ. So với những lục kiếm khác, có thể nói nhiệm vụ tới chính phái sẽ là chiến công hiển hách đầu tiên của hắn. Bản thân hắn cũng muốn là người hữu dụng hơn. Hạc với vẻ ngán ngẩm của Cao Vương Hứa, Huyền Phụng cười đùa. Sự việc lần này, toàn bộ võ lâm sẽ biết đến sức mạnh của giáo chủ của chúng ta. Hài lắm. Lẽ nào giáo chủ sẽ được ban cho một cái danh hiệu hoặc tên gọi nào đó chăng? Từ giờ cho đến lúc đó, cái tên của Thiên Điêu Vân sẽ ngày càng được biết đến trong giang hồ. Tuy nhiên, chỉ cần thông tin về việc hắn đã chế ngự được ba vị thủ lĩnh của chính phái được đồn ra ngoài,
thì Niêu Vân sẽ có cơ hội có được một danh hiệu đặc biệt. Đối với một võ sư giang hồ, danh hiệu chính là thứ nâng cao danh tiếng của bản thân. Thuộc hạ rất đón chờ. Ba ngày sau, những kẻ bị ma giáo bắt giữ đã quay trở về. Không chỉ có người đứng đầu Bành gia là Bành Vu, mà còn có rất nhiều nữ tu kiếm sĩ của Tô Lâm Sơn cùng Diên Bảo Tô, Trường Tử Minh Chủ đã tiến công tìm cơ hội chuộc tội. Minh Chủ và ba vị thủ lĩnh khác cuối cùng đã nhận được tình báo từ Ngô Huệ của Hàng Sơn Tộc và Bàng Nhữ Thất, trung úy của Bành gia. Thiện tài, sao việc này có thể xảy ra? A-di-đà Phật. Chủ trì Tô Lâm Tự, nhị thủ lĩnh Khắc Nghiên, tay không ngừng chắp lại, miệng không ngừng lẩm bẩm cung vái với đôi mắt nhắm nghiền. Bài chuyện xảy ra vừa rồi không ai có thể dự đoán. Ai có thể tưởng tượng được rằng kết cục của ba vị thủ lĩnh lại thành ra thế này chứ? Quả thực có chuyện như vậy sao? Lục thủ lĩnh Phong Trung Vân ngơ ngàng quay sang hỏi Ngô Thiện, một thuộc hạ của Hàng Sơn Tộc. Họ bên sức mạnh của Thiên Niêu Vân vô cùng lớn mạnh, nhưng nào ai ngờ nó lại đạt đến trình độ cao siêu như vậy. Quả thực là như vậy, ngay cả Diên thủ lĩnh cũng không địch nổi hắn ta. Ngô Thiện đáp lời, đoạn hắn nhớ lại cuộc đối đầu của hai người họ trước đó. Nghe xong câu nói của hắn, vẻ mặt của các vị thủ lĩnh càng thêm chua chát. Dần dần bọn họ nhận ra rằng đây chẳng khác nào một cuộc tấn công từ một phía. Không phải hắn ta vừa cướp lấy kiếm khí của Diên thủ lĩnh và dùng nó để phản lại ngài sao? Không, điều đó là không thể. Các vị thủ lĩnh không ngừng suy đoán. Kiếm khí xưa này vốn được biết đến chỉ có đại võ sư thượng cấp mới có thể tu thành. Để điều khiển được kiếm khí, chỉ có ngũ đại võ sư giang hồ mới có thể làm được. Nhưng đạt được đến mức độ vô hiệu hóa kiếm khí, e rằng cấp võ của người đó còn phải cao hơn thế nữa. Vậy Trung Tôn trưởng lão là nói đúng sao? Vào thời điểm này, không một ai dám tin vào điều đó. Đã là võ sư, ai cũng biết được rằng có rất nhiều người dù có tu luyện cả đời cũng không trở thành đại võ sư thượng cấp. Hơn nữa, người tu thành tu vi này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và lại còn không hay được biết đến. Và một điều chắc chắn hơn, trong giang hồ xưa nay không có ai từ thượng cấp đại võ sư lên tới thiên sư cả. Vậy là hắn đã là thánh thần rồi sao? Tất cả những gì mọi người có thể nghĩ về Thiên Niêu Vân lúc này, hắn chính là thiên tử. Phong Trung Vân hoàn toàn bị choáng ngợp, vội vã quay sang hỏi các võ sư của Bành gia. Nhân tiện, các người đem thứ gì sau lưng kia? Nét mặt các võ sư tối sầm lại khi nghe câu nói đó. Việc này còn khó nói hơn cả nếu chuyện đã diễn ra trong hoàng cung. Bên trong có vật, mau mở. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên sắc mặt không đổi lần đầu tiên lên tiếng. Tam thủ lĩnh. Hắn là một người lông mày rậm rạp, vận lam phục sang trọng. Nếu hắn là Nam Cung Nguyên, gia chủ Nam Cung gia, và cũng là một kiếm sĩ có tiếng, vậy ra hắn cũng ở đây. Người của Bành gia run sợ trước con người này cũng là lẽ tự nhiên. Nam Cung Nguyên thống lĩnh phương Tây, chịu trách nhiệm canh giữ tiền tuyến phòng ngừa Đao Thần Lục Võ Tông vượt qua biên giới. Hắn chính là tam thủ lĩnh của Lưu Lâm Tộc. Không ai nghĩ rằng hắn sẽ bỏ lại vị trí của mình để đến tham dự buổi gặp mặt giữa các bồ lão. Làm đi. Phong Trung Vân gật đầu đồng tình. Sau một thoáng do dự, các võ sư lên tiếng. Thực chất, giáo chủ ma giáo đã yêu cầu tại hạ giao lại hộp gỗ này cho các ngài. Giáo chủ ma giáo? Phải. Bốn chữ giáo chủ ma giáo đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Tên võ sư kia bỏ chiếc hộp đang treo trên lưng xuống và đặt trước mặt Minh Chủ Lê Mặc. Và khi nắp hộp gỗ được mở ra, ai nấy đều đông cứng bất động. Thật kinh khủng. Bà canh tay
bị cắt đứt lìa, nằm trong hộp gỗ. Cái gì thế này? Các vị thủ lĩnh của Lưu Lâm tộc vừa được nghe thuật lại chuyện xảy ra ở Hoàng Cung, không thể không biết những cánh tay này là của ai. Cánh tay còn vương chút vải cà sa, rõ ràng là của Sa Đề Thiền Sư. Cánh tay với cơ bắp mạnh mẽ là của Bành Vu. Và cuối cùng với cánh tay áo trắng thuộc về Diên Bảo Tô. Bỗng một tiếng động lớn vang lên. Mọi người lại bàng hoàng nhìn về phía âm thanh phát ra từ chỗ ngồi của một người. Võ Lâm Minh Chủ, người từ xưa đến nay chưa bao giờ mất bình tĩnh, giờ mắt đã hẳn lên tờ máu. Ngài ấy đang vô cùng tức giận. Chứng kiến cánh tay bị chặt đứt của nhi tử thì có người cha nào không tức giận cơ chứ? Thế rồi, cánh tay bị đứt lìa bên trong lớp vải trắng từ từ bay lên khỏi chiếc hộp gỗ, di chuyển lại gần phía Lê Mặc. Trong mắt ông ta run lên vì giận dữ khi nhìn thấy cánh tay của nhi tử. Giáo chủ ma giáo! Trái tim vốn băng giá như mặt hồ phẳng lặng của ông đang bùng lên vì lửa giận. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cựu tông chủ Thiên Lữ Trọng lại khiến ông ta tức giận đến như vậy. Giáo chủ ma giáo nghĩ ta không thể phá vỡ liên minh sao? Hắn dám trêu đùa ta! Việc đem về một cánh tay không lành lặn như này chẳng khác nào ma giáo đang chế giễu toàn bộ Lưu Lâm. Nhưng rồi còn một thứ khác thu hút ánh nhìn của ông. Đây là... Cánh tay bị đứt lìa ấy đang nắm chặt thành nắm đấm. Bên trong có vẻ còn có vật. Lê Mặc tìm cách nới rộng bàn tay, nhưng không tài nào mở ra được. Để khi Lê Mặc truyền nội lực vào cổ tay, nên ngón tay cứng nhắc mới chịu duỗi ra để lộ vật bên trong. Một dòng chữ được viết trên một tờ giấy gấp chặt. Không, không thể nào! Ngay lập tức, Lê Mặc làm cho tờ giấy biến mất. Thật kỳ lạ, tại sao ông ta phải tiêu hủy tờ giấy sau khi đã đọc chứ? Hẳn đó là một thứ vô cùng quan trọng. Ông thận trọng nhìn quanh, đảm bảo không ai khác biết về lời nhắn này. Rồi ông gỡ tờ giấy bên trong cánh tay Sa Đề. Biểu cảm của Lê Mặc lại một lần nữa thay đổi. Các vị thủ lĩnh hoàn toàn không hay biết gì về điều đó. Họ vẫn đang mải bàn bạc về những cánh tay. Lục thủ lĩnh Phong Trung Vân lắc đầu, nói với nhị thủ lĩnh Khắc Nghiên. Người nghĩ điều này rốt cuộc là thế nào, thiên sư? Đây giống như một lời cảnh báo. Cựu giáo chủ của ma giáo vốn đang nguy hiểm rồi, nhưng kẻ này thì... Chẳng cần phải nói thêm, hành động của Thiên Nhiên Vân chỉ là một cơ hội khiêu khích. Như thế, ma giáo đang muốn thể hiện rằng bất kỳ ai dính líu đến việc thay đổi quốc giáo đều sẽ không được tha thứ. Bần tăng chưa bao giờ nghĩ chuyện thành ra như này, A-di-đà-phật. Họ không đoán trước được phản ứng của Thiên Như Vân. Địa công không thể lên án được việc gì, bởi chính bọn họ đã cử Diên Bảo Tô và những người khác vào cung. Không chỉ thế, Lưu Lâm tộc sẽ phát hiện nhiều tổn thất nặng nề nếu liên minh bị phá vỡ. Có lẽ đây không phải là vấn đề duy nhất. Không một ai lên tiếng, nhưng ai cũng biết rằng giáo chủ ma giáo và thuộc hạ của hắn còn nguy hiểm hơn nhiều so với đao thần Lục Võ Tông. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Phong Trung Vân không giấu nổi sự thất vọng của mình và lắc đầu. Sau khi đọc nội dung tờ giấy, Lê Mặc đặt cánh tay bị chặt đứt xuống, rồi nói với các vị thủ lĩnh. Ta muốn đưa ra một đề xuất. Đề xuất? Trước vẻ mặt hoang mang của các vị thủ lĩnh, Minh Chủ nói với một chất giọng trầm đầy tự tin. Phá vỡ liên minh với ma giáo. Hết chương thứ 386.